Nè bạn, đỏ quét luôn, rồi nó đỏ nè. Quá trời luôn, gạch mà đỏ quét luôn nè. Mình có con tôm hùm. Tôm hùm này nửa ký với lại con cua đá. Con cua đá mà người ta nói là con cua Bắc Băng Dương gì đó. Cua đá, con này 7 lạng. Hôm nay mình có hai con này mình ăn thử coi sao. Vừa mới hấp xong nè. Bỗng 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 là biết nha. Nó ớt cái càng rồi đó. Đây uống bia Tiger với lại nước chấm ớt đỏ. Đang coi so sánh hai con này mùi vị nó sao, tôm với cua cái càng này nghe, bỗng 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 là biết rồi đó. Cái càng mình lọt cái mình ra, mình lọt cái anh em. Con này con đực. Tôm này tôm đực nên nó không có gạch. Có lần mình ăn có con gạch á, cũng 500 gram mà gạch quá trời trứng. Dao không em? Dao. Ừ. Dao. Nó mình gặp ha. Béo. Gỡ được cái cẳng đó nè các bạn. Ốp ốp nhưng mà vẫn dai. Em ăn đi. Rồi con hứa nè, nãy mình đập nè bạn, con này nó có gạch đỏ, nó gạch đỏ. Tắt cái mày ra. Rồi.
Đây. Nó có cục gạch đỏ quét luôn. Trời ơi, quá trời gạch luôn. Em xuống lấy cái dĩa đi em. Quá trời gạch luôn các bạn. Để mình đập thử cái mai nè. Để mình lấy cái dĩa để mình tách cái gạch ra cho các bạn xem. Bỏ cái phần bao tử nó ra nha. Đây là gạch ở trong cái mai, gạch đỏ này các bạn. Đây sao thấy cho rõ ta, đây nè. Rồi, đây đây các bạn. Đỏ quét luôn. Trời ơi, nó đỏ nè. Quá trời luôn, gạch nó đỏ quét luôn nè. Đấy. Rồi mày ăn. Nè, gạch trước. Nè em. Em gạch đi em. Để ăn coi cái vị gạch nó là sao, nó khác gì cua gạch của mình. Cái gạch nhão này nó có mùi vị tương tự. Gạch đỏ cũng y chang luôn. Con này con cái các bạn. Con cái nó có gạch đỏ. Yếm nè. Ngon quá. Cái vị gạch nó giống như mình lần đầu mình ăn con tôm hùm mình nó có gạch á. Nó không có béo ngậy như là con cua gạch của mình. Nè em. Ngán hả? Mới ăn có chút ngán nè. Để lấy càng nha. Ăn chân. Cái gạch nó không có quá cứng như là con cua gạch của mình. Và nó không có cái vị ngán như là cua gạch mình luôn. Nó ăn nó bùi. Nó không ngán như con cua gạch của mình. Còn cái gạch nhão á thì ăn cái vị giống. Ngon. Béo. Gạch nhão ăn béo. Còn cái gạch cứng á thì ăn không có vị ngán. Không có ngán. Cái càng nè. Bên nước ngoài con cua này là người ta bắt ơn đó bạn. Người ta bẻ hai cái càng, một cái càng hoặc hai cái càng. Bẻ hết một càng cũng được mà bẻ hai càng cũng được. Người ta thả con càng mình xuống. Ủa để làm gì? Người ta chỉ ăn càng thôi à, tại vì trong mình nó không quấy. Kêu là cua đá nhưng mà ở Việt Nam mình kêu là cua Bắc Bằng Dương, cua Na Uy gì đó. Đây nè các bạn, thịt đầy luôn, chắc.
em. Để coi thịt nó ngọt không. Dài dài nhẫn nhẫn hả? Đâu có mùi gì không? Đúng không? Ăn không có vị, hơi đắng 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 đắng. Nhẫn nhẫn mà. Cái càng. Không biết sao khúc đó bị gì. Cái vỏ nó không cứng các bạn. Này cái đầu gói nữa nè. Nguyên cục thịt nè. Thịt nó dai ngọt. Mà ăn có vị hơi đắng đắng, không biết tại sao là hơi đắng đắng. Hơi có vị đắng đắng. Cái vỏ nó không có cứng nữa. Cái vỏ nó không cứng. Nhưng mà ăn nó có hơi bị đắng đắng, chả biết tại sao là nó có bị đắng. Không biết vì lý do gì. Nếu mà nó mặn thì là do nước biển, còn nó bị đắng thì không biết là tại sao mà nó đắng. Con này thì 700g các bạn. 700g con cái. Cái này cua họ nhập về họ bán á. Nè, ở trên cái mai thì nó nhiều hơn, còn ở trong người nó ít gặp. Dễ không? Thử coi. Nó có vị hơi đắng đắng. Cái chân nó có vị đắng đắng không biết tại sao. Nhét nhanh miếng giấy đi em. Vậy ăn cái chân. Em ăn nữa hả? Bỏ chai rồi. Trước khi ăn mấy này là ăn tối rồi các bạn. Mấy con này cái chân với cái càng nó ăn ngon hơn thật ở trong mình.
cái chân cua này nó có lông các bạn. So với con tôm hầm nãy thì con tôm hầm ăn nó dai hơn, nó dai mà chắc hơn nữa, còn con này thì không chắc bằng. Còn cái chân nữa mà. Cái càng này các bạn, đúng là nó ăn có cái vị đắng đắng à, ở trong cái càng nó có vị đắng 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 nhẫn nhẫn á, gạch nó thì không có vị nhẫn 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 ngộ. Đúng là có vị đắng đẹp. Nhưng mà thịt nó ngọt. Ăn cái vị đầu tiên nó có đắng đắng nhưng mà mình càng nghe nó càng ngọt. Chả biết tại sao nó đắng. Còn tầm hôm nãy á, cái càng hai càng thì ốp nó chừng là 50% thịt à. Còn cái mình thì đầy thịt.
Còn một chén gạch này các bạn, miếng gạch này, cái gạch nó đỏ ao luôn á, đỏ ao luôn, béo béo, nó không có ngán, ăn như gạch con tôm hùm á, nó không ngán nha. Rồi các bạn, mua con ăn để ăn thử cho biết mùi vị nó so với các loại cua nhập như thế nào. Thì trong các loại cua nhập thì hàng nhập thì mình đã ăn rồi, con cua Hoàng Đế, con cua lông Thượng Hải. Con cua lông Thượng Hải thì ở Thái Bình mình có nha bạn, nó kêu cua cà da, cua cà da, cua bể, cua gì, cua bể, cua gì, cua lông. Ở Thái Bình miền Bắc, Thái Bình Nam Định hay gì đó có, nó kêu là cua cà da. Đúng rồi, cà da, cà ra. Rồi mình ăn con cua đơn gương địch rồi. Con cua này là con cua cua đá. Thì là tổng cộng là 4 loại cua nhập thì mình ăn rồi. Thì về hương vị á, thì con cua đơn gương địch với lại con cua này nó không khác gì nhau hết trơn. Không khác gì nhau á. Nhưng mà con này nó có gạch. Cái gạch của nó ăn giống như là cái gạch con tôm tôm hùm á. Mình có clip ăn tôm hùm hai con á. Thì cái gạch nó không ngán, nó béo béo, nó không ngán. Nó không ngán như là con cua gạch Việt Nam mình đó. Đây là con cua cái nên là nó có gạch cứng. Thì nhiều bạn nói là ở vì ở nước ngoài nó không có ăn con cái sao sao đó, mà sao nó nhập qua Việt Nam có con cái thì mình không biết được ha các bạn ha. Thì cái con cua này nước ngoài người ta bắt lên được á, thì người ta bẻ một cái càng hoặc là hai cái càng xong người ta thả nó xuống, thả nó xuống thì nó tái tạo cái càng khác á. Còn nhập về Việt Nam thì có nơi họ nhập càng không, có nơi họ nhập nguyên con luôn, họ bán cho mình các bạn. Rồi cái con cái này á thì gạch nó trên mai nó nhiều hơn là ở trong bụng, ở trong khoang bụng nó, cái gạch nó nhiều ở trên mai nó gạch nhiều hơn. Cái thịt của nó ở cái chân nó thì ngọt, nhưng mà ở trong cái càng của nó, cái thịt nó, đầu tiên ăn á là nó dai, sau đó tự nhiên ăn nó có cái vị nhẫn hơi đắng đắng nhẫn nhẫn á, nhưng mà nhìn chung thì cái thịt nó ngọt, cái vị ngọt nó át đi cái vị đắng. Nhưng mà lúc mình ăn vô, mình nhai 3-4 cái đầu tiên thì nó có vị đắng nhưng mà sau đó nó ngọt trở lại. Thì mình không biết tại sao là cái thịt nó có vị đắng, trong khi cái chân nó thì là thịt nó ngọt, nó không đắng như là trong cái càng. Cái mình thì xương hơi nhiều, thịt trong mình ăn không ngon bằng thịt trong cái chân với cái que, cái càng ha các bạn ha. Rồi cái buổi review hôm nay đến đây là mình kết thúc ha các bạn ha.